không ra cái hệ thống gì hết. Ai cũng coi thường tôi, từ người yêu, con cái, cháu chắc. Alo, con không về đâu. Nếu mà ba mẹ không chấp nhận chuyện con sống một mình, độc lập thì con chắc chắn sẽ không về đâu. Ơ, anh ơi. Gì em? Anh làm dây đồ này. Trời. Cảm ơn em nhiều nha. Nhẫn cầu hôn của anh. Dạ. Vợ sắp cưới anh mà biết anh là mất, chắc là bỏ anh luôn quá. Có gì đâu anh, chuyện tốt phải làm mà. Em đúng là một người đàn ông tốt. Để cảm ơn em, em cho anh xin ôm em một cái nha. Thôi anh ơi, mình đàn ông mà. Thôi không cần. Anh biết anh cũng đàn ông mà. Thì đàn ông ôm nhau là thể hiện sự cảm ơn dành cho nhau thôi. Nha nha, cảm ơn em. Quay thì cảm ơn nhau, ôm nhau một cái thôi, cái gì đâu ghê vậy? Ôm mà la ăn cướp là sao? Nè, muốn ôm tôi nè. Thì ghê. Ủa, mà nhìn tôi ghê dữ lắm hả trời? Nè, điện thoại rớt nè. Ôi. Hỏng mất rồi. Thành phải không? Thành con xếp công nè, đúng rồi. Đi đâu đây? Ủa, chú Tùng. Chú Tùng nè, đi đâu vậy? Trời đất ơi, tao nói đi ra ngoài đường mà coi coi đeo đoàn rồi đấy, tụi nó bây giờ vàng cảnh móc túi dữ lắm nghe con. Cẩn thận. Nghe chú hỏi nè, con đi đâu vậy? Chú có tiền không? Sáng giờ con chưa ăn gì hết á. Trời đất ơi, vậy là bỏ nhà đi hả con? Không được rồi, phải điện thoại cho ba con mới được. Chú ơi, thôi được. Chú ơi, lần này con phải làm lớn chuyện lên. Nếu không thì ba con không cho con ra ngoài tự lập đâu. Chú đừng gọi cho ba con. Làm lớn chuyện cái gì con, làm cái kiểu này là cha mẹ con lo. Làm lớn chuyện rồi sao không đốt nhà luôn đi. Thật ra là con đã tìm được việc ở gần đây rồi. Tìm việc luôn rồi. Phải ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Con đi có vài ngày à, con không đi lâu đâu. Con chỉ muốn hù ba con thôi. Rồi mọi chuyện đâu vào đấy, con sẽ lại về nhà. Chú đừng nói ba con nha. Con phải chứng minh như ba con thấy. Con lớn rồi, có thể làm được tất cả mọi thứ. Con sẽ tự lập được. Chú tin con á? Chú tin rồi đó. Con làm sao cho ba má con tin con kìa. Cảm ơn chú. Giúp vốn đó, thời gian đầu còn túng thiếu, thường đi bụi đời eo hẹp lắm. Con cảm ơn chú nhiều. Cho mượn chứ cảm ơn gì, đâu có cho luôn đâu. Con chắc chắn sẽ trả lại chú cái 1 triệu này. Ở nhà nhức đầu, ra ngoài đây nghe mấy con quỷ ve kêu nhức đầu hơn nữa. Chú, con có nghe về chuyện gia đình chú thôi. Nhà chú cũng mệt mỏi lắm, suốt ngày cứ vòng vòng với mấy đứa con thì trên trời rơi xuống. Không sao chú ạ, mình là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên, chú sẽ vượt qua được. Trời ơi, phải anh Thành tôi biết không đây, sao bữa nay người lớn vậy? Phải người lớn chứ chú, trẻ vị thành niên bây giờ nhiều khi còn sâu sắc hơn người lớn đó chú. Mà bao giờ mà chú cảm thấy là cần người tâm sự ấy, chú cứ gọi con, lúc nào con nghe máy được hết á. Ăn đi. Thằng bé này con của sếp, mà tính tình giống mình dễ sợ. Hồi còn trẻ, mình cũng y như nó. Good morning cả nhà. Ăn đi anh. Ôi, hôm nay cái gì mà ngon quá vậy? Rồi, cả nhà mình cùng ăn sáng đi nào.
hít vào và cười thật tươi. Gì vậy? Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Sao hôm nay ba bị gì vậy ba? Bình thường, vui vẻ. Sáng sớm mình phải tràn đầy năng lượng con à. Ăn sáng đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ồ anh. Ừ? Sao dạo này em thấy anh hay đi quá à? Với lại sao em nhắn tin mà ít thấy anh trả lời quá vậy? Điện thoại anh hết pin. Mà anh á thì bên em theo cuộc sạc pin. Đôi khi mình rời xa điện thoại cũng tốt, mình relax rất là nhiều mà. Đã lắm, sướng, đầu thoải mái. Anh, cái chuyện hôm bữa của em... Trời anh Trúc. Dễ gì qua mặt được tôi nè. Không hơn thua nhau nha. Ba. Con muốn dọn ra ngủ phòng riêng. Dọn ra ngủ phòng riêng. Ok, thì dọn ngủ phòng riêng thôi. Nhà mình nhiều phòng mà con. Vui vẻ là được. Thiệt ba? Thiệt. Ôi là la, thì bà tôi xấu nha. Chứ bà tụi tôi cũng muốn ngủ với bà em hả? Mơ đi ha. Chú Tùng, con không muốn ở chung với con nhỏ. Khó ưa này. Vậy thì con cứ dọn ra ở phòng riêng, chú ok hết. Vui vẻ là chính. Buổi sáng mới vui vẻ, trang gặp năng lượng tốt tụi con. Nào, ăn nào, vừa ăn vừa cười nào. Đồ ngốc nghếch, đồ ngốc nghếch, đồ ngốc nghếch. Nghe lén điện thoại khá là không lịch sự nha. Alo, sao giờ mới gọi? Biết tôi chờ dữ lắm không? Sao dạo này chú Tùng lạ quá à? Nãy giờ còn dễ tính hơn bình thường nữa. Phải gọi là dễ tính hơn quy định luôn. Chị cũng thấy là lạ. Có gì đâu mà lạ. Thấy dễ hiểu mà. Người ta có ẩn tình nên người ta mới vui vẻ ra mặt vậy thôi. Vậy em cũng không hiểu nữa. Được ở riêng rồi. Ôi là la. Con nhỏ khó ưa này. Nói ra câu nào khó ưa câu đó. Mà nghĩ cũng phải ha. Chị Vi, có khi nào chú Tùng có bầu nhí không? Cái gì? Có bầu nhí hả? Trời ơi, chị nói nhỏ nhỏ thôi. Chú Tùng mà nghe được, có khi em bị đuổi về nước sạch luôn á. Là chị mất đồng minh đó. Hèn chi, dạo này chú Tùng kỳ lắm. Hay có những tin nhắn, những cuộc gọi bất thường mà lại giấu chị nữa chứ. Đàn ông đúng là tệ bạc mà. Chị Vi, em hứa em sẽ cùng chị bắt tận tay, dai tận mặt. Thành. À, chú. Trời ơi, con làm cái gì mà chú nhắn tin con không trả lời vậy Thành? Con đang trong ca làm. Ca làm con phải lén lén con nhắn tin trả lời chú chứ. Này, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, rủ rê nhân viên tôi làm gì? Biết một tiếng tôi phải trả tiền nó biết bao nhiêu tiền không? Một triệu cho hai tiếng được không? Ba tiếng luôn cũng được, nói chuyện thoải mái đi. Sao vậy? Sao nhắn tin vừa trả lời? Trời ơi, bây giờ tâm tư nguyện vọng của chú chỉ có con tư vấn được thôi à. Con có biết là cũng thời gian nhắn tin với con hả? Chú nói thiệt, chú đã thông qua tưởng rất là nhiều luôn á. Chú cảm giác giống như là mày lớn hơn chú luôn á Thành. Con đâu dám chú. Thôi, nói chứ mai mốt chú nhắn gì nhớ nhắn lại cho chú nha. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn những lời động viên, những lời tư vấn của con rất nhiều luôn. Người bạn chi kỷ, người bạn tốt của chú. Ngu lắm. Ủa cái gì vậy? Trời, làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt anh ôm trai đi trong quán cà phê vậy đó hả? Chị lộn rồi. Bỏ ra coi. Anh lớn tuổi rồi, anh phải coi lại anh đi chứ. Nè, ăn nói đàng hoàng cho anh nhìn đi. Anh, ngước mặt lên, nhìn coi ai. Ô, Thành hả cưng? Chứ ai? Con của sếp. Con xếp công đó. Ủa sao tự nhiên hai người? Hai người cái gì? Nó giận ba mẹ nó bỏ nhà nó đi. Nó muốn chứng minh cho ba mẹ nó thấy là nó tự lập được. Anh là người chứng kiến cảnh đó. Nó kêu anh giữ bí mật. Mình lớn mà mình hứa nó giữ bí mật là mình phải giữ bí mật chứ. Cho nên anh mới là mỗi lần nhắn tin cho nó lén lén đút đút. Giấu em là vậy đó. Anh kỳ ghê á. Thì có gì cũng phải nói với em tiếng chứ.
Em thấy anh lén lúc lúc hoài, em tưởng anh ngoại tình với con nào. Tù lao. Anh nói cho em nghe, rồi em buồn buồn tâm sự với lại anh Việt Thi đó, em nhịn Việt Thi đi. Nói mà biết một cái là cả xóm biết. Chú, nó cũng đau lòng chú. Con kính miệng lắm chú bộ. Con chú đăng lên Facebook rồi ạ. Giỡn á, giỡn. Giờ này giỡn hả? Hả? Rồi hai người lên đây ha, rình mò tôi ha, làm sùm dời đất hết. Nhìn đi, quán cà phê người ta nhìn bên kia. Trẻ con vừa thôi. Em xin lỗi. Chú Tùng, chú Tùng. Chị Vi. Ờ, Thành, chị xin lỗi nha. Không sao đâu, nhưng mà chú Tùng kìa, chị biết là dạo này chú đang rất áp lực không? Mà đàn ông khi áp lực mà không được giải tỏa thì như là quả bom nổ chậm vậy. Em nghĩ là chỉ nên thử một lần thôi, mở lòng mình ra để xem chú đang nghĩ gì. Lần trước chú có nhắn tin cho em, chú nói là hình như dạo này chị không hiểu chú. Chào tụi con. Bây giờ từng đứa giới thiệu tên cho chú nghe coi. Ê, không được, khoan. Nếu là người lịch sự thì chú phải là người giới thiệu trước, đúng không? À, để chú giới thiệu nha. À, giới thiệu với tụi con, chú tên là Nguyên. Đã, Nguyên ở đây là Trạng Nguyên, chứ không phải bom nguyên tử. Không phải là bom đâu, tụi con đừng có sợ nha. À, để ra mắt với tụi con thì bây giờ chú có ít tiền cho tụi con. Đã. Đây. À, chào con nha. Cái gì vậy? Nguyên làm gì vậy? Trời trời, ông này ngồi nói chuyện một mình với dông như vậy hả? Ta nhìn ta cười kìa. Anh bị điên khùng gì vậy? Khùng đâu mà khùng. Em không biết anh ngồi đây từ sáng giờ là để tập vợt, chuẩn bị cho chuyện gặp con của em đó. Cái gì? Anh tập vợt để gặp con của em hả? Ôi, thấy thương quá à. Con của em là con của em, chứ phải ba má em đâu mà tự nhiên phải tập vợt. Mẹ có biết không? Từ sáng tới giờ ngồi đây nè, anh uống bao nhiêu ly cà phê mà anh vẫn còn hồi hộp. Coi tay nè, giờ vẫn còn run ướt nhẹp. Thấy không? Đó. Thường quá à. Anh chu đáo quá à. Không sao, anh đừng suy nghĩ gì nhiều. Con em dễ lắm, anh biết không? Hồi trước giờ á, anh đứng trước đám đông nói 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không hề hấn gì. Mà bây giờ cứ nghĩ tới cái chuyện này là anh hồi hộp à. Mà nè. Hả? Bây giờ á, em phải nói cho anh biết con em thích cái gì, muốn cái gì, để anh còn tùy cơ ứng biến nha. Trời ơi, con nít mà, thì nó thích tùm lum hết trơn. Tụi nó cười là anh cười, tụi nó khóc là anh khóc. Nó xong tụi nó đang chơi vịnh hùi với anh chơi chung, hiểu không? Ờ, ngang chăn ngang lứa cái mạng lứa gì đó. Vui, vậy thôi, đơn giản. Ngày đó em sẽ tạo điều kiện cho ba cha con ở chung với nhau. Anh cố gắng phát huy nha. Em vừa mới nói gì? Hả? Ba cha con. Ừ. Trời đất ơi, chưa gì mà em nói ba cha con rồi. Nghe thích quá, thấy cưng quá à. Anh gửi về nhà, hai đứa nhỏ con em nó sẽ thích anh giống như em thích anh vậy đó. Thiệt không? Thiệt. Phát huy nha. Xin chào tụi con. Chú xin tự giới thiệu, chú tên là Nguyên. Đây. Gì? Ta cười nó kìa. Ê... Anh, mở qua phim màn hình cho em đi. Thôi, không thấy anh đang ngồi coi chương trình ca nhạc à? Anh mà không bật đèn cánh anh đó nha. Ê, ê, dám không? Ê, có khách nè. Chào hai đứa. À, giới thiệu với hai đứa, đây là chú Nguyên, bạn của mẹ. Giới thiệu với anh, đây là hai con của em. Chào đây là con. Winner. Winner. Winner là người chiến thắng. Đây là công chúa của em, Candy. Candy. Trời đất ơi, dễ thương quá ta. Trời ơi, nó cưng quá. À, không cho anh nhận con đâu. Chú xin lỗi, chú làm tổn thương con. Dạ, tổn thương. Có quà, có quà cho con nè. Quà. Cảm ơn Candy.
Không sao, không sao, vui, vui. Candy, phim hoạt hình em thích kìa. À, phim hoạt hình em thích, yeah. À, phim hoạt hình cháu cũng thích. Thích, chú thích lắm. À, nhìn kìa. À, nhìn kìa. Trời, trời, trời. Sớm muộn gì anh cũng sẽ giành được tình cảm của các con nhà mình thôi. Yes. Trời, vui quá, vui quá. Nó chạy kìa. Ừ, sao đoạn này buồn quá vậy? Buồn quá à, con ơi. Sao cho nội này lố quá vậy trời? Trời, nhìn chú thấy thương chưa kìa. Chú ơi. Ơi. Con thấy đâu có buồn gì đâu. Mà sao chú khóc dữ vậy? Trời ơi, chú khóc cười thì cũng y chang Candy á. Chả có thật gì hết trơn á. Thôi đi. Hai đứa thôi được chưa? Đi lên phòng đi. Dạ. Dạ. Chú mắc cười quá. Em hình như là tụi nó không thích anh á. Bây giờ tính sao? Vợ nhà ai nấy ở chứ tính sao? Lố quá ông ơi. Sao giờ này mẹ còn chưa dậy để nấu cơm cho mày ăn vậy anh? Trời ơi, em còn nhỏ là không biết đâu. Khi người ta mà đã yêu vào rồi ấy, chả làm được cái gì hết á. Trời, làm như anh đã yêu rồi á, rành ghê. Đấy á. Candy. Ủa, mẹ. Ủa mẹ. Mẹ hai đứa. Làm con hơi khổ mà. Trời ơi, sao mẹ giờ này còn chưa làm đồ ăn sáng nữa? Đúng rồi. Trời ơi, mệt quá à. Sao giờ này mẹ còn chưa làm đồ ăn sáng vậy mẹ? Sao hai đứa lúc nào cũng biết nghĩ cho bản thân hết mà không ai nghĩ cho mẹ hết vợ. Bộ mẹ có người yêu, mẹ có chỗ dựa là hai đứa con không vui hả? Thì bọn con có ý kiến gì đâu. Chỉ là bọn con không muốn mẹ có thêm em bé, tại phải san sẻ tình cảm nữa. Vậy là con đồng ý cho chú Nguyên về đây sống chung với mẹ với các con. Nhưng miễn là mẹ đừng có em bé thôi đúng không? Dạ. Nhưng con muốn có em bé. Vậy là hai đứa con đồng ý cho chú Nguyên về đây ở thiệt hả? Dạ. Buổi tối chú Nguyên có thể xem TV với tụi con. Trời ơi, tụi con có phản đối gì đâu. Toàn mẹ tự suy diễn không à? Mẹ xin lỗi. Mẹ yếu lầm hai đứa con. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Bây giờ mẹ sẽ vào bếp và làm đồ ăn sáng cho cả hai đứa. Yeah, yeah. Đi vô. Trời ơi, đói quá trời này. Đứng lại. Đi đâu hả? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Làm gì vậy? Ngồi xuống đàng hoàng coi. Ông sợ tôi dữ vậy hả? Chia tay rồi, còn hẹn gặp nhau làm gì? Hẹn gặp ra coi thử là anh còn sống hay là đã chết. Hôm qua ai nói chia tay rồi tôi sẽ chết? Tôi không có chết liền, mà tôi chết từ từ, chết dần chết mòn. Không phải em nói với tôi á là hả, khi mà tôi qua nhà đó thấy tụi nhỏ làm cái gì chỉ cần hùa vô làm chung với tụi nó, thấy tụi nó cười mình cứ hùa vô mình cười, thấy tụi nó nói mình hùa vô mình nói, nhưng mà cuối cùng kết quả làm sao? Tụi nó có thích anh đâu. Trời ơi luôn á anh Nguyên, anh cũng có một đứa con mà, sao tâm lý anh ngây thơ như lần đầu làm bố vậy hả?
ơi, đất ơi. Bây giờ nè, hỏi thẳng anh nè, dạ anh có thương tôi không? Anh thương em á, đâu có bằng em thương con em. Thì đương nhiên, con em đẻ ra là em phải thương rồi. Nếu mà thật sự như vậy á, thì ngày mai chuyển đồ qua nhà tôi, phụ tôi, chăm sóc cái đứa nhỏ. Anh biết rồi, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa đâu. Cái gì vậy trời? Cái gì? Em vừa mới nói gì? Anh chuyển đồ qua nhà em. Nhưng mà còn mấy đứa nhỏ thì em tính sao? Trời ơi, nói thiệt luôn á, em với anh giống như là hả, con nít còn hơn hai đứa con của em nữa. Hai đứa nhỏ đâu có cấm cản gì chuyện em với anh tới với nhau đâu, mà chính em với anh tự suy diễn ra cái chuyện là hai đứa nhỏ cấm cản. Gì hả? Chứ tụi nó có nói gì đâu. Trời ơi, anh thích quá à. Anh cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Nghĩ kỹ lắm rồi. Nè, đừng có nói là đổi ý định nha. Nha, nha, đừng có lật kèo nha. Lao không à. Anh nghĩ là anh qua nhà em, anh sẽ đóng cái giường to hơn để cho vừa hai đứa mình nằm. Không này, vậy là giỏi. Nè, anh nói là anh yêu thương em đúng không? Vậy thì anh phải hứa với em á, anh cũng phải yêu thương con của em y chang như vậy. Anh xin thề, xin thề, xin thề, xin đảm bảo. Chờ anh chút. Cái gì á? Con gái hả? Nè, ba báo cho con một tin mừng nha. Hai cha con mình chuẩn bị chuyển nhà.